của ba đội chơi: đội hoa xinh, đội quả chín và đội lá xanh. Xin được chào đón sự có mặt của ba đội chơi. Và đồng hành là cô giáo trong vai trò MC, người dẫn chương trình. Xin chúc cho ba đội chơi có một buổi giao lưu thật là vui vẻ. Chương trình của chúng ta hôm nay gồm có 3 phần chơi. Phần thứ nhất là phần tìm kiếm tài năng, phần thứ hai là phần quà tặng âm nhạc, và phần thứ ba sẽ là phần trò chơi âm nhạc. Xin hỏi ba đội đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vâng, không để quý vị khán giả phải chờ lâu, chương trình xin phép được bắt đầu. Mở màn là màn trình diễn thời trang của ba siêu mẫu nhí. Đang bước vào sân khấu là bé An Nhiên trong trang phục quả rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Tiếp theo là bé Anh Thư với trang phục làm trong bộ sưu tập sắc hoa đồng ngơi. Và đang tiến gần hơn với khán giả là bé Bảo Yến trong trang phục lá xanh, tạo cho chúng ta cảm giác vô cùng thoáng mát và nhẹ nhàng trong thời tiết mùa hè. Từ những nguyên vật liệu sẵn có của thiên nhiên, qua bàn tay khéo léo của các nhà thiết kế đã cho ra mắt một bộ sưu tập vô cùng độc đáo và ấn tượng với thông điệp xây dựng trường mầm non xanh, thân thiện và an toàn. Vừa rồi là màn trình diễn thời trang vô cùng ấn tượng của ba siêu mẫu nhí. Xin được cảm ơn ba siêu mẫu nhí rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với phần chơi đầu tiên, đó là phần tìm kiếm tài năng. Ở phần tìm kiếm tài năng, chương trình sẽ tìm ra những bạn có số lượt bình chọn cao nhất của khán giả sẽ nhận được phần thưởng của chương trình. Và số máy của chương trình là 1900 1234. Nếu quý vị khán giả nào ưa thích thí sinh nào thì hãy nhắn tin về số máy của chương trình. Và ngay sau đây sẽ là phần thể hiện của ba đội chơi với ca khúc Em Yêu Cây Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Văn Yến. Xin mời phần thể hiện của ba đội. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho bạn đội chơi. Tiếp theo đây, xin mời khán giả cùng hướng lên sân khấu thưởng thức màn múa Hoa Trường Em do các bé Hoa thể hiện. Cái mic kìa. Bluetooth mode. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phần thể hiện rất là xuất sắc của đội Hoa Sinh. Xin được cảm ơn các bé của đội Hoa Sinh. Một tràng pháo tay thưởng cho các bạn Hoa Sinh. Với thông điệp đừng hái hoa tươi, hoa yêu mọi người nên hoa kết trái, sau đây bé An Nhiên sẽ đến với bài thơ Hoa kết trái của nhà thơ Thu Hà. Xin mời chúng ta cùng thưởng thức. Đến với chương trình ngày hôm nay, đội Quả Chín sẽ thể hiện tài năng vừa hát vừa kết hợp dụng cụ vỗ đệm với nhạc phẩm Quả Gì. Xin mời đội Quả Chín. Là phần thể hiện tài năng của cặp song ca Lăng Nữ Duy Thành và Bảo Yến với ca khúc Lý Cây Xanh dân ca Nam Bộ. Xin mời bạn Bảo Yến và Duy Thành. Vừa rồi, chương trình thấy ba đội đã thể hiện rất là xuất sắc. Thưởng cho ba đội một tràng pháo tay thật lớn. Và ngay sau đây sẽ là bình chọn của khán giả. Vâng, chương trình vừa nhận được rất là nhiều tin nhắn bình chọn của khán giả. Và thí sinh được số lượt bình chọn cao nhất ngày hôm nay đó là bé An Nhiên của đội Hoa Sinh, bé Thành Phúc của đội Quả Chín và bé Di Thành của đội Lá Xanh. Xin mời ba bé bước lên sân khấu để nhận quà của chương trình. Thưởng cho ba bạn một tràng pháo tay thật lớn.
theo đây, xin mời quý vị khán giả cùng ba đội chơi sẽ đến với phần quà tặng âm nhạc với ca khúc Luôn Đi Cùng Năm Tháng, Em Đi Giữa Biển Vàng do cô giáo thể hiện. Chương trình vang lên, các đội sẽ tự tìm bạn nhảy cho mình và sau một bản nhạc, đôi nào nhảy đẹp nhất sẽ nhận được phần quà của chương trình. Các đội đã sẵn sàng chưa? Xin mời ba đội sẽ cử ra ba đội nhảy đẹp nhất lên sân khấu, còn các đội ở lại hưởng ứng theo giai điệu. Xin hỏi các đội đã sẵn sàng nhảy chưa nhỉ? Xin mời ban nhạc của chúng ta bắt đầu. Thank you.
các con về chỗ nào. Trò chơi âm nhạc nhảy theo giai điệu đã khép lại chương trình giao lưu âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay. Xin